Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một anh hùng dân tộc, một con người bằng xương bằng thịt nhưng có sức mạnh và lòng nhân ái không kém bất kỳ một vị thần nào trong truyền thuyết. Sống dưới địa ngục trần gian, dưới một thế giới sâu thẳm của tội ác và sự ghê rợn, người đã đem ánh sáng của hòa bình và công lý đến những con người cùng khổ đang bị đày đọa bởi lũ quỷ sa tăng đội lốt người. Giữa bóng tối mịt mùng, giữa mưa gió bão bùng của biển cả, người hiên ngang sừng sững giữa đất trời, mang đôi vai gầy gánh nước non. Người anh hùng mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là anh hùng dân tộc Tôn Đức Thắng. Ông sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 tại làng Mỹ Hòa Hưng, Tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông mất ngày 30 tháng 3 năm 1980. Năm 1906, sau khi học xong bậc sơ học ở trường tiểu học Long Xuyên, ông rời quê lên Sài Gòn và đến với giai cấp công nhân đang trong quá trình hình thành và phát triển, sống cùng với những người công nhân nghèo khổ, hiền lành, chất phác, bán sức lao động của mình để giành giật từng đồng lương ít ỏi. Từ đây, ông đã hòa nhập trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp về quyền lợi cho người công nhân. Trong bối cảnh đất nước còn đang rối ren, thế giới đang có những diễn biến phức tạp, thực dân Pháp đang đẩy mạnh công cuộc khai hóa, dồn toàn bộ nhân lực vật lực của các nước thuộc địa cho cuộc chiến phân chia thế giới. Hàng ngàn thanh niên yêu nước Việt Nam bị ép buộc gia nhập quân đội Pháp để chiến đấu cho mẫu quốc, và Tôn Đức Thắng cũng không phải ngoại lệ. Ngày 16 tháng 4 năm 1919, thực dân Pháp đã điều động một hạm đội gồm 5 chiến hạm cùng với đồng minh tìm cách bao vây chống lại chính quyền Xô Viết non trẻ vừa mới thành lập. Trên con tàu của kẻ thù lúc ấy, Tôn Đức Thắng là người duy nhất mang quốc tịch Việt Nam. Biết được mưu đồ của Pháp sẽ bắn phá hải cảng Sevastopol của chính quyền Xô Viết, ông đã cùng anh em binh lính trên tàu quyết định không tham gia cuộc chiến phi nghĩa này. 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 1919, phản đối tàu Pháp bắn phá cảng Sevastopol, ông đã mưu trí kéo lá cờ đỏ tung bay trên chiến hạm Friend trước cửa thành Sevastopol. Ngoài việc cảnh báo, ông muốn truyền tải thông điệp đến nhân dân Liên Xô rằng nhân dân Việt Nam phản đối chiến tranh, quyết cùng với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đồng lòng với nhân dân Liên Xô bảo vệ thành trì nhà nước công long đầu tiên trên thế giới. Năm 1920, sau cuộc binh biến, ông bị trục xuất khỏi nước Pháp. Trở về Sài Gòn, ông vận động những người có cùng chí hướng thành lập công hội bí mật. Dưới sự lãnh đạo của công hội mà ông là hội trưởng, phong trào công nhân Sài Gòn Chợ Lớn phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân ở Ba Son vào tháng 8 năm 1925, tháng 12 năm 1928. Sau biến cố ở đường Bác Bie, mật thám Pháp đã tổ chức truy tìm, bắt bớ các thành viên của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Rất nhiều các cán bộ lãnh đạo của hội bị bắt giữ, tra khảo hết sức dã man, trong đó có ông Tôn Đức Thắng. Sau hơn một năm bị giam cầm tra tấn tại khám lớn Sài Gòn, ngày 25 tháng 6 năm 1930, Tòa Đại hình Pháp đã đưa ông và nhiều chiến sĩ cộng sản khác ra xử ở Sài Gòn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng với bản chất nham hiểm muốn tiêu diệt những hạt giống cách mạng, bọn thực dân vẫn kết án ông Phạm Văn Đồng 15 tù giam, Tôn Đức Thắng 25 tù khổ sai và đưa đi đày ra Côn Đảo. Côn Đảo là một huyện đảo ở phía đông nam của Tổ quốc, thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, cách thành phố Vũng Tàu 187 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230 km, cách Cần Thơ cửa sông Hậu 83 km. Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo, diện tích tự nhiên, phần đất nghiền khoảng 76 km², trong đó đảo lớn nhất là hòn Côn Sơn, diện tích khoảng 52 km². Côn Đảo nổi tiếng mê hoặc lòng người với những bãi biển dài, cát trắng nước trong tuyệt đẹp như thiên đường. Trái với vẻ đẹp kiều diễm bên ngoài, ít ai biết rằng
nơi đây có một hệ thống nhà tù khét tiếng bậc nhất thế giới, nơi giam giữ những người anh hùng dân tộc Việt Nam. Ngày 1 tháng 2 năm 1862, Thống đốc Bona ở Nam Kỳ ký quyết định thành lập nhà tù Côn Đảo. Đây là một hệ thống nhà tù với nhiều khu vực biệt giam, nổi tiếng nhất là Chuồng Cọp, được xây dựng năm 1940 với diện tích hơn 5.000 m², gồm 120 phòng giam có chấn song sắt phía trên, 60 phòng tắm lắng không có mái che. Nó được chia làm hai khu, mỗi khu vực gồm 60 phòng giam, 30 phòng tắm lắng và một bệnh xá. Khu vực biệt giam này bị giấu kín hoàn toàn và đến năm 1970 khi được phát hiện và phơi bày đã gây chấn động và bàng hoàng với dư luận quốc tế. Trước sự tàn bạo của những tên cai tù khắp Côn Đảo, ngày cũng như đêm, người ta chỉ nghe thấy tiếng kêu, tiếng khóc thảm thiết của những người lao tù cùng khổ. Không một tiếng cười, nơi đây bao trùm sự ảm đạm, lồng lặc mùi tử khí. Thế rồi một ngày nọ, một chàng thanh niên tuấn tú đặt chân lên đảo đã mang ánh sáng đến cho Côn Đảo, xóa tan cái màn đêm u uất đáng sợ bằng nụ cười hiền hậu và tấm lòng bác ái. Chính anh, vâng, chính anh đã thắp lên niềm tin của anh em trên đảo về một đất nước Việt Nam độc lập thống nhất, về lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, một ngày nào đó sẽ tung bay giữa đất trời Côn Đảo. Ngày 3 tháng 7 năm 1930, con tàu Armand Jusser chở Tôn Đức Thắng và các đồng chí cách mạng ra Côn Đảo, nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian. Đến Côn Đảo, ông bị địch đưa về nhốt chung với tù khổ sai thường phạm ở Banh 1. Chúa ngục bấy giờ là tên Bouvier, có biệt danh Mặt Lợn, một tên khét tiếng gian ác. Dưới sự chỉ huy của chúa ngục Bouvier, quản ngục mã tà tra tấn hành hạ tù nhân không kể ngày đêm. Nhiều nhà giam trên đảo bị cơn bão phá không kịp sửa, tù nhân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Bệnh tật cùng với sự ngược đãi của nhà tù mỗi ngày đã cướp đi biết bao sinh mệnh con người. Trước tình cảnh cùng khổ của anh em trong ngục tù Côn Đảo, ông đã nhận ra được một điều rằng sở dĩ Côn Đảo trở thành địa ngục trần gian chính là bởi sự sợ hãi trước cường quyền, sự ham sống sợ chết, sự ganh ghét tị lạnh của ngay chính những tù nhân đã biến nơi đây trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Muốn biến địa ngục trần gian thành thiên đường thực sự giữa nhân gian, không còn cách nào khác là đem nụ cười trở lại với các tù nhân. Vậy là không quản ngày đêm, ông đã cùng các chiến sĩ cộng sản khác như Nguyễn Hới, Nguyễn Văn Hoan, Tống Văn Chân thành lập tổ chức hội cứu tế để giúp đỡ tù nhân trong các khám. Nhiệm vụ chủ yếu của hội cứu tế là lo thuốc men, cử người chăm sóc mỗi khi có tù nhân ốm đau. Ông cùng các đồng đội không quản nắng mưa nguy hiểm, hễ có cơ hội là đến động viên tinh thần mọi người. Bằng tấm lòng bác ái, một trái tim cộng sản trong sáng, nhiệt huyết, ông đã truyền cảm hứng đến tất cả anh em tù nhân, từ phòng nọ đến phòng kia. Tư tưởng tình cảm của ông lan nhanh như cơn gió, vượt qua mọi tường rào dây thép gai, vượt qua muôn trùng hiểm nguy để đến được với anh em trong nhà tù Côn Đảo, đã dần cảm hóa được nhiều tù thường phạm, kể cả những người được coi là những tay cộm cán, chỉ quen giành giật miếng cơm manh áo của anh em tù. Thậm chí, nhiều người còn xin vào hội, hăng hái đấu tranh, đòi cải thiện điều kiện sống tù nhân, chống chế độ hà khắc của chế độ nhà tù Côn Đảo. Cuối năm 1930, nhận thấy tình cảm mà anh em trong Côn Đảo đã đủ lớn mạnh, ông quyết đẩy phong trào lên một tầm cao mới, thành lập ra hội những người tù đỏ. Làm hạt nhân, đại diện cho anh em tù đứng ra thương thuyết tranh đấu với cai ngục quản tù. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hội những người tù đỏ là vận động, giáo dục, giác ngộ các tù nhân về lý tưởng cách mạng, chủ yếu là tù thường phạm. Mặt khác, hội những người tù đỏ còn có nhiệm vụ tổ chức, lãnh đạo các tù nhân đấu tranh, đòi cải thiện đời sống, đòi chấm dứt việc hành hạ, tra tấn tù nhân, đòi quyền sống, đòi được đối xử công bằng.
dưới sức ép mạnh mẽ của các tù nhân, với lời nói đanh thép nhưng cũng đầy cương nghị của ông, bọn cai ngục đã phải đáp ứng một số yêu cầu chính đáng của hội, như tù nhân ốm đau được đi khám bệnh, phát thuốc, bữa ăn hàng ngày cũng phần nào được cải thiện. Do đó, tỷ lệ tù nhân bị hành hạ tra tấn dã man cũng dần giảm đi, nụ cười bắt đầu trở lại tại nơi được coi là địa ngục trần gian. Đầu năm 1932, chi bộ Đảng Cộng sản Banh 1 đã được thành lập ở Khám Chỉ Tồn. Nhiệm vụ của chi bộ là thiết lập tình đoàn kết, kết nạp thêm đảng viên, liên lạc với các chi bộ khác và tìm cách liên lạc với đất liền. Cuối tháng 12 năm 1932, mạng lưới liên lạc bị địch phát hiện. Ngay lập tức, tên chúa ngục ra lệnh phạt giam ông vào hầm xay lúa, nơi được coi là địa ngục của địa ngục. Hầm xay lúa còn được đám cai ngục gọi là khu trừng giới. Bởi vì trong hầm xay lúa, ngoài việc bị bắt lao động khổ sai, phải xay lúa bằng chiếc cối xay to, được làm bằng chiếc thùng tô lô đựng rượu vang. Thời gian trong hầm xay lúa khó phân định, người tù phải chịu cảnh tối tăm, ngày cũng như đêm. Không khí trong hầm xay lúa rất ngột ngạt, bụi mù mịt bốc lên từ cối xay, từ các bao tải cũ. Những người tù lúc nào cũng phải ở trần, mồ hôi nhơm nhớp vì nóng bức. Bụi trấu cũng vì thế mà bám vào da thịt, khiến người ngứa ngáy, lâu ngày không được tắm, da thịt của người nào cũng bốc ra từng mảng, lở loét rất đau đớn. Ngoài ra, trong hầm xay lúa còn có lạn áp bức của cặp rằng cai tù. Đó là những tay dao búa lưu manh côn đồ được cai ngục giao cho điều hành công việc trong tù, nhưng thực chất là để lấy độc trị độc, lấy những thằng đầu bò để trị những người có tư tưởng cách mạng kiên định. Chúng tin rằng hễ bất kỳ ai xuống đây, dù có mình đồng da sắt, dù có tinh thần thép, thì cũng sớm mềm nhũn như bún. Khi Tôn Đức Thắng vào hầm xay lúa, tên giám thị Vét Gian Đi chỉ định làm cai tù. Tại đây đã có một cặp giằng chính và bốn cặp giằng phụ. Chúng vừa thanh toán lẫn nhau, vừa để cai trị những tù nhân khác. Tuy nhiên, với bản lĩnh chính trị vững vàng, ông đã không khuất phục trước đòn roi và những trò nhơ nhớp của tên giám ngục. Dưới vòng tay ôm ấp che chở của anh em trong hầm xay lúa, trước tình cảm thân thiết của mình, với ánh mắt dịu hiền đầy lòng vị tha, bằng trí tuệ và tấm chân tình của người cộng sản, chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã cảm hóa được các anh em tù nhân. Ngay cả những tên côn đồ đâm thuê chém mướn ngày nào, bỗng chốc trở lên hiền hòa thân thương như những người dân lương thiện. Kể từ đó, trong hầm xay lúa không còn tiếng kêu na, tiếng đòn roi của những cặp rằng chuyên đánh đập các tù nhân, không còn những đợt thanh toán để tranh giành địa vị, chức quyền, chỉ còn ở đó tình thương đồng loại, tình đồng chí, đồng đội thân thiết. Buổi tối còn có lớp học văn hóa cho những người không biết chữ, tiếng hát dần ngân vang, xóa tan cái lạnh lẽo, ảm đạm của căn hầm trùng giới đầy mất mát, đau thương. Trước cảnh tượng như chốn thiên đường trong trùng giới, đám giám trại không còn tin vào mắt mình, chúng vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Chúng sợ rằng nếu tiếp tục để Tôn Đức Thắng ở lại, thì cái hầm xay lúa sớm trở thành một lớp dạy học, dạy thanh nhạc cũng lên. Hết sức tức giận, chúng đành đưa ông trở lại Banh Một. Và cũng từ đây, dưới sự lãnh đạo của ông, tổ chức cách mạng ngày càng một lớn mạnh, từng bước biến Côn Đảo trở thành ngôi nhà, mái trường, nơi gặp gỡ và đào tạo lên những người chiến sĩ cách mạng kiên cường bất khuất, chung một trái tim hướng về Tổ quốc Việt Nam.